Vâng, sau đây em chiến que chi tiết con bot 1008 series 6 là một model hết số của dòng series 1008 nha các bác. Đây là một con đẩy rất là hay, được tất cả các bác ở Yêu Âm Thanh xanh lòng những model này. Và những model này về con nào cũng rất là mới để phục vụ các bác nha. Sau đây em que và giới thiệu bên trong để các bác cùng xem. Tí nữa em ráp lại em que tổng thể của con đẩy này để các bác cùng tham khảo nha. Chỉ có một em duy nhất thôi nha các bác, 1008 series 6 dòng Pro. Chơi những con này thì các bác với những dòng loa bot, đối với bot series 1, series 3, 701 thì các bác thoải mái chơi hai cặp nha, hoặc là chơi những dòng loa full 50, 40, những dòng RB, văn Vega. Em này công suất 1800W nha các bác, 1800W, cực kỳ khỏe và âm thanh của nó rất là hay nha. Về âm thanh thì không có ai mà chê được cái dòng này hết, tại nó là model đỉnh đám và series cuối nên hãng rất là tinh tế cũng như là chơi chuốt cho cái model này những công nghệ thời thượng và trang bị những sò Motorola SIC cao cấp, sở hữu là 32 sò và bù áp cho hai bên nha các bác. Các bác thấy bù áp lên tới là 8 con mũi vế, là tổng 16 con và có cả lọc nguồn cho các bác nha, nên những cái dòng bot này tiếng rất là chi tiết. Đây các bác thể thấy đây là phần bo công suất của nó, và đây là cái lọc nguồn, cái cọc lọc nguồn nha các bác. Chơi những em này chúng ta phải không cần tốn tiền mua thêm một cọc lùn nữa nha. Đấy, rất là mới luôn các bác thấy, sử dụng 4 tờ lọc nguồn và một tăng phô rất là lớn. Thì phía sau nó sẽ có những trạm loa và cổng kết nối 6 ly và 3 lăng, đây là khi thoát hơi. Này rất là mới luôn nha, bác nào sưu tầm alo em nha, giá 17.500.000 nha các bác, mới kiến công luôn nha. Rồi sau đây em ráp vào để mời các bác cùng xem tổng thể ngoại thất của con bot này nha. Này, các bác thấy độ mới từ nấm nút này, con này các bác nào sưu tầm thì rất là tuyệt vời nha, trưng bày trong gia đình và ghép với những con equalizer hoặc là những con vang nâng tiếng để nghe nhạc và hò hát trong giải trí những ngày cuối tuần. Rồi có một ngày sẽ một ngày chính chắn. Vâng, và sau đây là ngoại thất của em nó bot 1008 series 6. Em mời các bác cùng xem nha, đây là phía trên của sản phẩm. Đây. Rất là nét luôn nha. Ở đây các bác thể xem ốc áp còn xanh lét luôn nha. Đây là phía bên trái, đây là phía sau của con. Đấy, về tổng thể của nó thì quá là xuất sắc luôn nha các bác. Giá đã bao gồm phí ship là 17.500.000, bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200.000, tại vì giữ những con này nó sát giá luôn các bác, hot và không có hàng để anh em sử dụng. Đợt này về chỉ có một con thôi, bên em luôn làm hàng tuyển để các bác chơi và sưu tầm trưng bày. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác nào có nhu cầu về con bot 1006 này thì liên 1008 series 6 này thì liên hệ cho em nhé, có hai số điện thoại trên.